Hai, xin chào tất cả các bác ơi. Em lại view cho các bác hai mẫu điều hòa nhé. Một con máy 16.000, một con máy 18.000. Giá cực kỳ yêu thương cho các bác đây. Đây, mẫu thứ nhất là con viền đen các bác nhé. Viền đen. Đầu 40 tương đương máy 16.000, chạy cho 20 đến 25 mét vuông. Các bác. Cực đẹp luôn, có mã là 402XR2. Đấy. 402XR2 nhá. Đây 2012. 402 xích ra hai con 2012. Con này quá ghê gớm luôn các bạn, con này ghê gớm lắm. Đây, các bác nhá, 402. Đây. 402 xích ra hai, sản xuất 2012, điện 200V. 1,61 kW. Đấy các bác nhá, lặng mặt lạnh nó nặng 14 kg, 14 kg. Đây. Có tem check mã vạch hàng giả, hàng nhái, hàng đời luôn. Của Nhật luôn đó nhá. Mấy cái dòng này em nói không với tem giả, tem nhái. Nói chung tất cả em không muốn nói nhiều về vấn đề đấy cả. Đây các bác nhá. Đây. Điều khiển đây, zin bản luôn các bác nhá. Điều khiển tất cả điều khiển đều đây, điều khiển zin bản hết 100%. Em view chi tiết thôi. Cho các bác xem. Các bác nhá. Khá là đẹp. Đấy. Máy 16.000 BTU. Full tính năng. Hàng viền đen. Eco La Vinalo. Lần nia dọn dàn. Tất cả mọi thứ. Các bạn full mà. Hàng full thì nó tất cả mọi thứ đều ok. Lần nia Eco. Lọc không khí thì tất cả mọi thứ. Đây. Em view hết luôn ấy. View này không còn cái gì mà các bác không thể xem được. Tày tận luôn. Đây cái khối ngoài trời của nó nhá. Nó là 402XR2, điện 200V, 1,48 kg GA410, nó gần 1 cân rưỡi GA410 các bạn. Gần 1 cân rưỡi. Đây. Nặng 43,5 cân, kinh khủng khiếp thật. Nặng dã man luôn đó. Nặng siêu khủng khiếp luôn, 43,5 kg GA410. Đấy, rất là nặng đó nha. Rất nóng đây. Ở đây thì mình phải vuốt lên rồi, nó bị xước đó nha. Đây. Còn 40. Máy 16 điện 200V. Inverter tiết kiệm điện 2 chiều. Đấy, inverter tiết kiệm điện 2 chiều. Hàng viền đen, full tính năng, vít nhất của Panasonic các bác nhá. Máy 16, đời sản xuất 2012. Còn lạnh nặng 14 kg, cục nóng nặng 43,5 kg. 1 cân rưỡi ga các bác, 1 cân rưỡi ga. Con này chạy cho phòng 20 đến 25 mét vuông. Chạy ok thoải mái luôn. Inverter tiết kiệm điện 2 chiều, nóng lạnh sưởi đầy đủ cả. Như bên em shop bên em đang rao bán cho các bác với giá là 10 triệu các bác nhá. 10 triệu full đô. Tức là bát lưng điều khiển zin, bát lưng zin bản. Cục con này không dùng cần cục đầu nguồn vì con này xài điện 200V. Đấy. Tặng thêm cho các bác 5 mét dây điện các bác nhá. 5 mét dây điện 2.5. Đây như kiểu là con này đây. Tặng luôn cho các bác 5 mét dây điện các bác nhá. Các bác ủng hộ bếp từ rồi điều hòa rất là nhiều. Đấy. Các bác nhá, tặng thêm 5 mét dây điện, bảo hành cho các bác 1 tháng luôn. Đấy. Bảo hành 1 tháng luôn các bác nhá. Các bác cần inbox cho em hoặc điện thoại trực tiếp, em số điện thoại là 096 15 19 122. Cũng là số em có Zalo luôn các bác nhá. Đây, con thứ nhất là con máy 16.000 BTU, điện 200V, sản xuất 2012, với giá là 10 triệu các bác nhá. 10 triệu em bán tại nhà đấy các bác nhá. Tiền ship các bác trả. Đấy các bác nhá. Các bác lưu ý. Con thứ hai. Con này thì một tí phải thay lại cái này. Cái này của nó đang bị vỡ. Đây. Con này con máy 18.000 BTU, con dòng mắt niếc các bác. Dòng mắt niếc cũng full tính năng luôn. Eco La Vinalo lần nia dọn dàn, full tính năng. Máy 18.000 BTU có mã là 500XR2. Đây 500XR2 đây. Cục nóng nó cũng thế, 500XR2. Đấy. Các bác nhá.
Con này siêu đẹp luôn nha. 50CX2, con này sản xuất 2010. Riêng cái dòng mắt niếc này thì nó chỉ có sản xuất 2010. Chứ các bác mà mua phải những con bác thợ bán cho 2020, 2021 thì nó các bác đã dính phải hàng giả rồi, không phải hàng chuẩn đâu nhá. Con này nó chỉ sản xuất 2010 thôi. Mắt niếc điện 200V. Đấy, 1,84 kW. 1,84 kW, nặng 13 kg. Thôi nhá, nặng 13 kg. Con máy 18. 18 mới chạy phòng 30m2. 30m2 thôi nhá. Đấy, máy 18. 30 đến 35m2 chạy thoải mái nếu mà phòng nó không chịu nóng. Đấy. Thôi nhá. Đây còn máy 18 này. Thì em sẽ review cái dàn của nó cho bác xem. Dàn thì nó cũng khá là đẹp thôi, không có cái gì cả, đồng đấy. Đồng vàng chóe. Đồng vàng chóe. Chung máy 18 thì con này chạy thì phòng nhà bác nào 20m2 chạy cũng vẫn được. Nó mát sớm thì nó nghỉ sớm các bạn. Đấy, con này mắt niếc, máy 18. Máy 18 thì BTU, nhưng con mắt niếc này thì như bên em là đang giao bán đầy đủ phụ kiện. Bát nâng điều khiển cục độ, bát nâng điều khiển tặng thêm 5m dây. Thôi nhé, tặng thêm 5m dây, em bán với giá cũng chỉ có 10 triệu. Đây, 50CX2, điện 200V, 1,46 kg, nặng 37 kg. Con này mới lắm, đồng vàng chóe. Đấy, máy 18 nhé các bác nhé. Máy 18.000 BTU. 18.000 BTU, hàng full tính năng. Đấy, có hai con thôi. Em sẽ view hai con để các bác chọn lựa cho nó dễ. Đấy, máy 18. 18.000 BTU, hàng full tính năng, mắt niếc. Thì bên em cũng đang bán với giá là 10 triệu đủ đô. Tặng thêm 5 mét dây điện các bác nhé. Cũng có giá là chỉ là 10 triệu thôi. Đấy, máy 18.000 BTU. Con này dòng mắt niếc thì những con viền đen kia nó đắt hơn. Đây. Nhưng con viền đen này cũng giá là 10 triệu nhưng nó là viền đen. Viền đen thì các anh em thợ họ thích hơn. Nhưng con dòng mắt niếc đấy. Nhưng thật ra chuẩn chỉ những con mắt niếc này chạy còn trâu bò hơn con viền đen. Em nói thật, chạy trâu bò hơn, khỏe hơn. Dàn nó cũng dày dặn đấy, cũng nói chung là mỗi con có một cái ưu điểm khác nhau. Để phân tích thì nó hơi khó. Nhưng nếu mà con 18.000 này mà chạy trong phòng khoảng 30m2 thì các bác phải mua thêm cái chăn bông mà đắp nữa, vì nó cũng chạy rất là trâu. Trâu mà êm các nhá. Cái dòng mắt niếc này chạy cực trâu mà cực êm luôn đấy. Đấy. Dòng viền đen này nó cũng có hay của nó. Viền đen thì đời nó cao hơn. Nhưng nó đây nó cao hơn mà cái dáng nó có vẻ nó đẹp hơn. Nhưng cũng tùy thôi. Các bác nào mà hợp nhãn con nào thì các bác mua con đấy thôi. Đấy, nhà em thì cứ view, các bác có chung mỗi người thích một kiểu khác nhau. Đấy. Con này 1,4. Mỗi người có một cái sở trường khác nhau các nhá, nhưng đều có một cái hay riêng đấy cho bác xem. Đây, cái dáng của viền đen đây con nhá. Viền đen này, máy 16, 2012. Đây mắt miếc, máy 18. Máy 18, máy 2010. Các nhá. Giá là hai con như nhau, đều có 10 triệu đủ đô hết các nhá. Đấy. Mỗi con có cái vẻ đẹp riêng. Đó, đây các bác. Đấy, cho bác xem kỹ càng luôn. Mỗi con cái vẻ đẹp riêng của nó. Bếp này, bếp từ đấy các bác nhá. Các bác cần thì inbox chưa? Hoặc điện thoại trực tiếp em, số điện thoại là 0961519122, cũng là số Zalo để em tư vấn cho. Nhá, hai cái sản phẩm này. Nói chung các bác mà xem video nhiều rồi thì các bác cho em một lượt thích, một lượt chia sẻ các bác nhé. Các bác xem video của em lâu rồi mà đã mua hàng của em thì cho em một lượt thích, một lượt chia sẻ. Còn bác nào mà mới xem kênh của em thì em cho em một lượt đăng ký kênh, ấn vào nút chuông thông báo để nhận những video sớm nhất, mới nhất của shop hàng bãi giá rẻ nhà em các bác nhé. Nhà em thì bán điều hòa, bếp từ, tủ lạnh, máy giặt đều có hết. Thường thường những cái môn kia thì em bán buôn là chủ yếu, tủ lạnh, máy giặt em bán buôn thôi.
buôn số lượng cho thợ để cho họ bán lẻ cho dân. Nhưng điều hòa thì em sẽ bán lẻ, vì điều hòa thì em thuê thợ dọn thì họ sẽ dọn kỹ càng hơn đấy các nhá. Những cái sản phẩm như này thì em rất là nhiều, từ cái điều hòa thông thường đến điều hòa cao cấp, điều hòa vít đấy, tất tật đầy đủ cả, không thiếu cái món gì cả. Nên các bác cần cứ inbox cho em tư vấn miễn phí cho các bác các nhá, theo số điện thoại là 0961519122, số Zalo của em gửi chi tiết hình ảnh cho các nhá. Ok, cảm ơn các bác xem video của em. Các bác xem mà thấy thích, xem video mà thấy hay, hữu ích, cho em một lượt thích, một lượt chia sẻ các nhá. Chia sẻ kênh với các hội nhóm. Đấy, để cho mọi người biết đến nhiều, đến số hàng bãi của em nhiều hơn. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video, dành những thời gian vàng ngọc của các bác để xem video của em. Cảm ơn các bác rất nhiều.